Hello cả nhà xe đạp Nhật Bản, xin chào. Trên màn ảnh của chúng ta đây, top 4 con xe đạp trục lắp. Kính thưa quý vị, những con xe trục lắp từ clip này trở về trước là đã bán hết, và mình hệ thống lại là những con trục lắp mới về và bán còn lại, mình vô chung một clip. Còn những con trước đã bán rồi hết rồi nha. Đây là 4 con trục lắp mới nhất, còn lại bán rồi, đừng quan tâm tới mấy clip trước nữa. Rồi bây giờ đi vô chi tiết con đầu tiên. Đây, 4 con này thì đều là trục lắp 27 inch ha. Đó, con nào cũng là của Marusi hết nha anh em. Nhưng mà ở đây thì nó có rất là nhiều đời, đời nào cũng có chứ. Đó, anh em nào chơi thì alo cho mình. Nói chung xe là tuyển chọn từng chiếc cho nên anh em cứ yên tâm ha. Xe rất là đẹp. Đó. Marusi 3 tốc độ. Đây là những con xe lắp sườn thép lắc co ha anh em. Đó, đầm 3 số nè. Marusi hot new. Ngoài cái sườn thép lắc co ra thì xe này đổi nóc nha. Đổi nóc tức sao? Đây. Inox. Inox. Cam inox, vành inox. Cam inox, vành inox. Tay nắm inox. 3 tốc độ. Đùm trước là đùm năng lượng tự phát sáng. Cái này nó chưa có gắn dây vô nha, giờ mình cứ gắn dây vô thôi. Đèn là bao ok. Đó. Rồi, đây là con số 1. Theo thứ tự cho nó dễ ha nè. Con này là con số 2. Con này con số 3. Con màu đen là con số 4. Rồi, đây tới con thứ 2. Đó. Con này cũng là hot new luôn. Đó. Đều là xe sườn thép. Xe lắp là không có sườn nhôm nha anh em. Chỉ có là một số đời thì nó có sườn nhôm thôi, còn lại đời Marusi mà hot new này là toàn là xe sườn thép hết, sườn thép lắc co hết nha. Cho nên là anh em nếu mà có đồ sườn nhôm thì không có đâu. Nếu có thì chăng nữa là những con xe nhỏ bánh 20. Rồi những con xe mà không phải là của hãng Marusi hoặc là cái đời nó khác ha. Còn cái đời hot new này là toàn là xe thép hết. Đầu là đổi nóc. Đây. Đó, anh em nào hôm trước mà lựa mà chưa lựa được nè. Nói chung là mấy con xe này tiễn hết, đồ đạc là mình bao nha. Cho nên là cứ yên tâm. Đùm trước là đùm năng lượng, rổ là rổ inox zin 7 ha. Đó, con này là con số 2. Mình quay cận cảnh chi tiết ha, xe này thì ship toàn quốc. Đó, mình nhận cọc từ 20%. Nếu mà chuyển khoản đủ thì mình sẽ bớt tiền hưu hộ COD là 1%. Còn nếu mà cọc thì là cọc 20%. Xe thì ship toàn quốc, ở đâu ship cũng được hết, cho nên anh em yên tâm ha. Xong, đây là con số 2. Rồi đây là con số 3. Đó, con số 3 này cũng là màu bạc luôn, cũng là sườn thép lắc co luôn. Đây. Cũng là sườn thép lắc co nha. Đó, đồ cũng là đồ inox hết. Nói chung mấy xe này là đều đồ hết. Chủ yếu là anh em thích cái chiếc nào thôi ha. Thích chiếc nào thì bán chiếc đó. Thích chiếc nào thì alo mình báo chiếc đó ha. 3-4 chiếc xe này là bằng giá với nhau hết nha anh em. Ồ, mưa lớn quá. Đây, rác là bộ sao yên inox. Cái này là ngay chân chỗ này là có dán cái tem đề can giống vậy nè anh em ha. Mà bên đây là lột ra cho nên nó còn dính keo. Đó,
Con này là con số 3. Rồi, cuối cùng. Con số 4 cũng là một con khác nào duy nhất, con này màu đen ha. Nói chung là xe tuyển chọn cho nên là về chất lượng thì anh em yên tâm. Còn đồ xe bãi thì nói chung ra là mình phải chấp nhận rỉ sét là cái nhất. Cái thứ hai là nó chạy chỗ đồ này kia ha. Còn xe đồ đẹp là mình bao hết ha. Yên tâm, chỗ nào không bao chứ chỗ của mình là bao nha. Mã số của em nó là 035. Đó. Con này thì là con xe màu đen ha. Con này cái yên cực đẹp luôn nè. Đó, nhưng mà cái chỗ này nó có bị nứt ra nè. Nhưng mà không sao ha. Về mình dán lại, còn không dán thì để về đi cũng được. Tại vì cái yên này nó quá đẹp đi. Mà nó thật sự luôn, nếu mà cái yên này không rách mà mình mua ở ngoài Nhật, cái yên này 1,5 triệu. Mình không nói điêu nha anh em, cái yên này 1,5 triệu. Quá đẹp cái yên. Gỗ inox 7. Đùm trước đùm năng lượng, cam inox và nay inox. Đây inox, toàn bộ là đồ inox hết, hot new. Mã số của em nó là 9739. À, thắng thắng bi nè, thắng cả đứng lại, thắng cả đứng lại. Rồi trên đây là 4 con xe trục lắp, anh em nào chơi thì alo trực tiếp cho mình ha. Con này là con số 4, số 3, số 2, số 1, nói chung là theo thứ tự. Xe đạp nhiều bãi, xin chào.